Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món sinh tố dâu tây, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Một trái chuối tây chúng ta cắt khoanh, dâu tây chúng ta cắt nhỏ, cho vào cối xay. Trái chuối bèn bèn ăn à, rồi xong sau khi bỏ chuối bèn thì đây thêm vào 2 muỗng canh sữa đặc. Ba trăm ml sữa tươi. Chúng ta xay cho đến khi dâu và chuối sánh mịn là được. Khi dùng thì chúng ta bỏ một ít đá viên vào. Hoặc là khi xay thì các bạn có thể cho đá viên vào xay cùng tùy ý thích. Mình muốn uống sinh tố mà đừng có xay xay bằng thêm nhau. Muốn bỏ 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 trái chuối vô, sau xong kia bỏ trái dầu vô, xong kia xay ra. Trái chuối bèn bèn ăn à, rồi xong sau khi bỏ chuối bèn thì chúc tất cả các bạn làm món sinh tố dâu tây thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.